Chào tất cả các bạn và các em. Nội dung hôm nay thầy đề cập đến các bài tập về cấp số cộng. Chúng ta sẽ làm chủ yếu theo hướng tự luận. Và những bài tập như thế này, dù ra trắc nghiệm nhưng khi chúng ta làm tự luận thì nó vẫn nhanh hơn. Và không chỉ là tự luận đơn thuần, chúng ta kết hợp giữa tư duy tự luận và kỹ thuật Casio để chúng ta giải quyết. Thì đầu tiên thầy sẽ đi nhanh một số câu đơn giản. Và lưu ý, tuy một số câu đơn giản nhưng mà thầy sẽ nói những cái ý nó liên quan. Vì vậy khi xem các em nên xem đầy đủ, chứ không là nhiều khi là bỏ qua những cái ý nó quan trọng. Những câu như câu số 1, nếu người ta ra dạng trắc nghiệm thì đương nhiên chúng ta nắm được công thức thì chúng ta sẽ giải quyết nó nhanh hơn. Chứ đương nhiên chúng ta không thể nào mà cứ quá phụ thuộc vào Casio được. Câu số 1 thầy sẽ giải quyết nhanh. Cho cấp số cộng với số hàng đầu là U1 và cộng sai D, thì khi đó số hàng tổng quát của số hàng thứ N được tính bằng công thức như thế nào? UN bằng U1 cộng cho N N trừ 1 nhân D. Và ý thứ hai, tổng n số hàng đầu của cấp số cộng người ta ký hiệu là xn. Chúng ta có hai công thức, một là n nhân cho u1 cộng un chia 2, và công thức số 2 người ta thay un bằng u1 cộng cho n trừ 1 nhân d. Như vậy là được 2 lần u1 cộng cho n trừ 1 nhân d, tất cả chia 2. Ngoài ra chúng ta có một số tính chất và cấp số cộng, thì như vậy là các em cũng nên nắm, thì để chúng ta sẽ xử lý các bài tập đó. Như vậy hiện tại thầy sẽ không có nêu ra ở đây, và khi nào gặp bài tập cụ thể thì thầy sẽ nhắc lại. Qua câu số 2 thì ở video trước, tức là video về dãy số, thầy đã đề cập đến cái cách tính mà dãy truy hồi. Thì bây giờ thầy có thể nhắc lại nhanh như sau. Đối với dãy số như thế này thì chúng ta sẽ nhập số hàng đầu 2 bấm bằng. Tiếp theo chúng ta chỉ việc 2n cộng 1. Bây giờ nếu chúng ta bấm bằng thì nó sẽ là giá trị của U2. U2, U3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đây chính là giá trị U30. Thì đối với cách tính như thế này thì chúng ta nhớ đếm nhẩm trong đầu là chúng ta đã đến tính tới U bao nhiêu. U30 sẽ bằng 161 061 27 35. Thì nếu bạn nào không rõ thì có thể là xem lại ở video trước, thầy đã nói khá kỹ và đã cho các em vài cách bấm những cái dạng như thế này. Nhưng mà câu số 3, chúng ta tính U10 thì khá đơn giản, hoàn toàn có thể áp dụng cách như trên. Nhưng U1500 thì sao? Thì ở đây, đầu tiên chúng ta giải quyết U10 trước. Chúng ta giải quyết tương tự. Đầu tiên chúng ta nhập vào cái giá trị U1, chúng ta nhập 5 bấm bằng. Thì ở đây chính là n cộng 3. U2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 32. Nếu chúng ta dùng cách làm tương tự thì chúng ta phải bấm tới 1.000 gần 1.500 lần, 1.499 lần. Nếu để ý thì câu số 3 chúng ta có thể giải quyết nhanh như sau. Theo định nghĩa cấp số cộng thì kể từ số hạng thứ hai nó sẽ bằng số hạng kề trước nó cộng cho một số không đổi d. Và ở đây chúng ta thấy ngay un bằng un trừ 1 cộng 3. Thì rõ ràng cái dãy số này
là mỗi cấp số cộng với số hạng đầu, U1 bằng 5 và công sai D bằng 3. Thì rõ ràng nếu mà chúng ta quay lại chúng ta tính U10 thì nó sẽ bằng là U1 là 5 cộng cho 9 nhân D là 9 nhân 3 bằng 27 cộng 5 32. Thì tính U1500 thì chúng ta chỉ việc U1 cộng N-1D tức là 1499 nhân 3 bằng 5 cộng 1499 nhân 3 4502. Rõ ràng nếu chúng ta để ý, tinh ý thì một số bài tập chúng ta sẽ giải quyết nhẹ nhàng hơn. Thay vì chúng ta cứ máy móc, chúng ta nhận thấy đây là dạng cây số thông thường, chúng ta cứ lật đật bấm thì nó là sẽ không có hay lắm. Kết thúc câu số 3, chúng ta tiếp tục qua câu số 4. Trong các dãy dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng? Và khi đó cho biết số hàng đầu và công sai. Đương nhiên câu số 4 này, người ta hoàn toàn người ta cũng có thể là cho dưới dạng trắc nghiệm với 4 đáp án A, B, C, D. Và chỉ có một đáp án là đúng. Thì ở câu số 4 này, thầy không có phải là cho dưới dạng trắc nghiệm mà đang cho dưới dạng tự luận. Như vậy chúng ta sẽ kiểm tra lần lượt 4 câu A, B, C, D. Thì chúng ta quay lại định nghĩa cấp số cộng. Để kiểm tra cấp số cộng, chúng ta có hai kiểu để kiểm tra. Cái thứ nhất, chúng ta là dựa vào định nghĩa, tức là UN nó sẽ bằng UN trừ 1 cộng cho số không đổi D. Và lưu ý D đây là số không đổi, thì chúng ta sẽ tương đương là UN trừ UN trừ 1 thì nó phải bằng D. Nếu ai không thích ghi như thế này thì chúng ta có thể là xuất phát từ UN cộng 1 thì nó sẽ trừ cho UN. Thì ở đây nó sẽ là UN cộng 1 trừ UN. Hai cách là như nhau. Qua cách thứ hai là chúng ta dựa vào tính chất, nhưng mà đối với bài tập như thế này thì thầy chỉ đề cập đến cách số 1 thôi. Chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta bấm như sau. Đây chính là giá trị UN. Thì bây giờ UN cộng 1 tức là chỗ nào có N, chúng ta chỉ việc là thay bằng N cộng 1. Chúng ta nhập vào 12. Chúng ta có x là N, 12x cộng 1 trừ 11. Chúng ta trừ tất cả cho 12x trừ 11. Chúng ta gọi thử và giá trị, xem thử là giá trị D nó có thay đổi hay không. Ví dụ như thầy có thể gọi y bằng 2 chẳng hạn, 12. Gọi tiếp y bằng 5 chẳng hạn, vẫn là 12. Như vậy rõ ràng là UN trừ UN cộng 1 trừ UN bằng số hạng không đổi là 12. Như vậy dãy UN chính là một cấp số cộng với công sai D bằng 12 và số hạng U1 chúng ta chỉ việc là thay N bằng 1 vào. Chúng ta giải quyết xong. U1 bằng 1 và D bằng 12. Thì câu A này hoàn toàn chúng ta cũng có thể là chúng ta thế vào bằng tay thông thường thì là 12 N cộng 1 trừ 11, chúng ta trừ tiếp cho 12 N trừ với trừ thành cộng. Như vậy đây chúng ta rút gọn hết thì chúng ta sẽ còn lại 12, đó chính là công sai D. Nhưng mà nếu sử dụng máy tính thì chúng ta có thể làm như vậy. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu B.
chúng ta nhập vào. U, N cộng 1, như vậy ở đây là X cộng 1. Nhân cho BX cộng 1 trừ 2. Chúng ta trừ cho BX trừ 2. Chúng ta thử vài giá trị, ví dụ như thầy thử X bằng 2 hạn 13, 34. Rõ ràng đây không phải là cấp số cộng, bởi vì UN cộng 1 trừ UN nó phải là cái số hàng không đổi, trong khi ở đây chúng ta đã thấy nó thay đổi. Thì câu B không phải là cấp số cộng. Tương tự câu C và câu D. Chúng ta tiếp tục qua câu số 5. Tìm số hàng đầu và công sai của cấp số cộng UN biết. Thì những bài như thế này chúng ta sẽ sử dụng nó để làm những bài tập khác. Ví dụ như là yêu cầu tính U30, tính S20 chẳng hạn, hoặc là yêu cầu tính tổng như thế này. Thì những bài như thế này người ta sẽ chuyển thể về trắc nghiệm. Một số bài toán chúng ta chỉ việc là sử dụng bốn đáp án ABCD, chúng ta thế lên chúng ta. Nhưng mà nhiều bài chúng ta phải đi tính trực tiếp, bởi vì tính trực tiếp nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với việc chúng ta kiểm tra đáp số. Chúng ta đi vào câu A. Có nhiều hướng để chúng ta xử lý, và ở đây ta chỉ đặt đề cập đến một hướng duy nhất, tức là chúng ta sẽ chuyển tất cả về U1 và D. Thì câu A, U1 cộng 2 lần U5 chính là U1 cộng cho 4D bằng 0. Ở đây D mình gọi nó là công sai. Và S4 thì công thức SN nó là bằng N nhân cho 2 là U1 cộng N trừ 1 nhân D tất cả chia 2. Thì đây là 4 nhân cho 2 là U1 cộng N trừ 1 tức là cộng BD chia 2 bằng 14. Thì tới đây chúng ta sẽ rút gọn và đưa về hệ phương trình hai ẩn U1D. U1 cộng 2U1 là 3U1 cộng cho 8D bằng 0. Và phương trình thứ hai, 4 ở đây rút gọn cho 2 là còn 2, như vậy đây là 4U1 cộng cho 6D là bằng 14. Chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta tính khá đơn giản. Chúng ta có được U1 là bằng 8 và công sai D là bằng trừ 3. Câu B cũng tương tự như là câu A, chúng ta hoàn toàn chúng ta đưa về U1 D. Thì chúng ta sẽ có được hệ phương trình hai ẩn U1D và chúng ta bấm máy ta tính toán bình thường. Tương tự C, D. Thầy qua câu E. U7 tức là U1 cộng cho 6D trừ U3 tức là U1 cộng cho 2D bằng 8. Phía dưới U1 cộng D nhân cho
U1 cộng 6D bằng 75. Ở đây chúng ta rút gọn lại, U1 trừ U1 là hết, 6 trừ 2 còn lại 4. Như vậy 4D bằng 8 thì D nó sẽ bằng 2. Có D bằng 2 rồi thì chúng ta thế xuống phía dưới, chúng ta tính toán được ở đây là U1 cộng 2, đây là U1 cộng cho 12 bằng 75. Thì chúng ta bắt đầu chúng ta nhân vào, chúng ta được một phương trình bậc 2 theo U1. Chúng ta bấm máy ra U1 thì khi đó chúng ta sẽ có được kết quả là U1 bằng với D bằng 2, và cặp thứ hai là U1 bằng D bằng 2. Tương tự đối với câu F và câu G. Và lưu ý với các em, những bài như bài số 5 như này, người ta sẽ chuyển về trắc nghiệm. Khi chúng ta đã có U1D rồi thì việc chúng ta tính U30, X20 hay là tính cái tổng như thế này thì làm khá dễ dàng. Thì ở cái tổng A này thì thật ra chúng ta cái tổng từ U8 đến U20 nó chính là S20 trừ cho S7, thì có U1D chúng ta sẽ tính được dễ dàng. Chúng ta tiếp tục. Thì câu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thì thầy sẽ để dành cho các em. Coi như đó là bài tập tự rèn luyện. Thì thầy nói sơ qua một câu, đó là câu 6. Sau rồi thầy sẽ tiếp tục ra câu số 13. Giữa các số 7 và 35 đặt thêm 6 số nữa. Ở trong đây chúng ta sẽ có 6 số để tạo thành một cấp số cộng. Như vậy chúng ta có thể xem như đây là một cấp số cộng có tổng cộng là 8 số hạng, với số hạng đầu U1 là bằng 7. Và đương nhiên 35 này nó chính là U8 bằng 35. Thì tương tự như câu phía trên, tương tự như câu B chẳng hạn, thì chúng ta chuyển tất cả về U1D thì chúng ta sẽ giải quyết được khá dễ dàng. Sẽ tiếp tục câu số 13. Câu số 13 này thầy sẽ làm theo hướng trắc nghiệm, tức là gì? Tức là người ta sẽ cho một cái cấp số cộng, hoặc là người ta sẽ cho là ba số ABC lập thành cấp số cộng. Thì câu hỏi đặt ra là gì? Là các số X, Y, Z nào cũng lập thành cấp số cộng chẳng hạn với 4 đáp án A, B, C, D. Thì khi đó chúng ta sẽ kiểm tra lần lượt và chúng ta sẽ thực hiện như sau. Ba số A, B, C lập thành cấp số cộng, chúng ta có hai hướng để suy nghĩ. Một là chúng ta chuyển về U1D, hai là chúng ta sẽ sử dụng tính chất là UN cộng 1 cộng UN trừ 1, nó sẽ bằng 2 lần UN. Tức là trong cấp số cộng, tổng hai số hạng hai bên sẽ bằng 2 lần giá trị của số hạng đứng chính giữa. Thì như vậy, chúng ta có thể thực hiện như sau. Đối với câu A, chúng ta phải kiểm tra xem thử là X cộng cho Z nó có bằng 2Y hay không. Nếu điều này thì hoàn toàn đúng
thì x, y, z nó lập thành một cấp số cộng. Đối với dạng toán tự luận, chúng ta chỉ việc chuyển tất cả b, c sang u1 và d. U1 tức là giá trị a, và khi đó chúng ta thế vào, chúng ta rút gọn đi, thì nếu cái điều này đúng thì chúng ta rút gọn hết. Nhưng mà đối với bài toán trắc nghiệm thì nó sẽ đơn giản hơn. Để kiểm tra thì chúng ta chỉ cần nhập vào là x cộng z trừ cho 2y, chúng ta có thể thực hiện như sau: x cộng z tức là b bình, ở đây chúng ta sẽ nhập vào y chang b bình cộng cho bc cộng cho c bình cộng z tức là cộng a bình cộng ab cộng b bình. Chúng ta trừ 2 lần y tức là 2 lần c bình cộng cho ca cộng cho a bình. ABC lập thành cấp số cộng, như vậy chúng ta chỉ cần nhập vào một cái cấp số cộng đơn giản. Ví dụ như chúng ta nhập vào a là 1, b 5 chẳng hạn, với cấp với công sai d là bằng 2. A là 1, b là 3 và c là 5. Thì đây b là 3, c là 5, a là 1 chẳng hạn. Rõ ràng tỏ cái x cộng z bằng 2y, chứng tỏ x, y, z là cấp số cộng. Nếu không thích thì chúng ta có thể nhập vào cấp số cộng khác, chẳng hạn là 3, 5, 7. Như vậy b ở đây là 5, c là 7 và a là 3. Rõ ràng nó cũng hoàn toàn đúng. Nếu không thích thì bạn có thể là cho công sai d bằng 3 chẳng hạn, ví dụ như là 2, 5, 8. Như vậy b ở đây là 5, c là 8 và a là 2. Cái đó là tùy mỗi người. Nhưng mà để đơn giản, ta có thể cho 1, b, 5 chẳng hạn. Câu a chúng ta kiểm tra khá nhẹ nhàng. Thì còn câu b thì sẽ để dành cho các bạn tự kiểm tra, xem thử đây có phải là một cấp số cộng hay không. Và lưu ý là bài này thầy đang hướng đến trắc nghiệm, nên chúng ta sẽ kiểm tra như thế này cho nó dễ dàng. Câu số 14, tìm x để ba số ABC lập thành cấp số cộng biết. Thì câu số 14 cũng tương tự như câu số 13. Như vậy a cộng c nó phải bằng 2b tức là 10 trừ 3x cộng 7 trừ 4x. A cộng c phải bằng 2b tức là bằng 4x bình cộng 6. Từ đây chúng ta tương đương là 4x bình trừ 7 chuyển qua là cộng 7x. Ở đây chúng ta chuyển qua là trừ 11 bằng 0. Chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta bấm 1 5 3 4 7 trừ 11. Như vậy có hai giá trị x thỏa mãn là 1 với lại trừ 11 4. Tương tự đối với câu còn lại là câu B. Câu 15 này chúng ta bỏ qua, vì câu hỏi như thế này chúng ta chỉ việc lấy tính số bấm. Chúng ta qua câu số 16. Người ta trồng 3.003 cây thêm một hình tam giác. Hàng thứ nhất có 1 cây, hàng thứ hai có 2 cây, và cứ hàng sau nó sẽ là bằng hàng trước cộng thêm cho 1 cây. Hỏi tất cả có bao nhiêu hàng? Thì chúng ta nhận thấy như thế này, thì cái số cây trên mỗi hàng nó sẽ tạo thành một cấp số cộng với số hàng đầu U1 là bằng 1, và công sai D
cũng là bằng 1, bởi vì hàng sau nó tăng 1 cây. Thì 3003 cây, nó chính là tổng của n hàng đầu tiên. Thì bài như thế này chúng ta có thể giải quyết như sau: u một bằng 1, d là bằng 1, thì như vậy là sn nó chính là n nhân cho 2 lần u 1 cộng cho n trừ 1 d tất cả chia 2 là bằng 3003. Chúng ta nhân vào, chúng ta chuyển vế thì được một phương trình bậc 2 theo n. Chúng ta bấm máy ra, thì chúng ta bấm máy ra nó sẽ có hai giá trị là 77 và trừ 78. Thì trừ 78 chúng ta loại đi vì số hàng nó phải là dương, thì chúng ta kết luận có 77 hàng. Thì vừa rồi thầy đã trình bày một số bài tập về cấp số cộng, và những bài tập như thế này hoàn toàn người ta có thể chuyển thể về trắc nghiệm. Và những bài tập này thầy khuyến khích chúng ta nên biết cách làm theo kiểu tự luận. Trừ một số bài tập thì chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta xử lý nhanh hơn. Thì ở video sau thầy sẽ đề cập đến một số bài tập bên cấp số nhân, thì các bạn có thể là click vào nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ tác giả, cũng như là vào kênh YouTube Toán Cấp 3 để xem thêm những video phù hợp với mình. Chào tất cả các bạn và các em, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.